cố gắng học tập và thật là chăm chỉ. Sau đó họ ra trường xin một công việc ổn định và cuối cùng họ nhận tiền lương, và với tiền lương đó họ đóng thuế rất cao cho nhà nước. Và vì sao vậy? Bởi vì họ được đào tạo từ nhỏ đến lớn, họ được đào tạo cái nền giáo dục truyền thống, họ đào tạo con người ra để làm một người làm công ăn lương. Do đó họ bị bám víu với tư duy cũ đó, và họ nghĩ rằng họ sinh ra để họ là người làm công ăn lương, làm thuê như người khác, họ không thể làm chủ được. Và trải qua một thời gian rất lâu, khi mọi người quá quen với tiền lương rồi, họ nghĩ rằng tiền lương là nguồn tiền duy nhất, họ không thể tách rời ra được. Và khi anh cứ nhìn vào cái hệ thống đóng thuế sẽ biết, những người nhận lương cao thì đóng thuế càng cao. Đó lý do tại sao những người nghèo lại càng ngày nghèo. Và một trong lý do cơ bản thì khiến họ nghèo đó vì họ đang thiếu kiến thức về tài chính. Họ nghĩ rằng lương cao, thu nhập cao thì là cao. Không phải, họ lương càng cao họ phải đóng thuế càng nhiều.